Đứng qua bên này nói đi. Mình thử một lần nữa nha. 1, 2, 3. Bên này. 1, 2, 3. Không ngờ cô có khiếu về âm nhạc. Không bắt mớ tôi đâu, các em nhỏ có khiếu thôi. Anh vỗ tay ủng hộ đi. Được. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta vừa đi về hát nhà, chịu không? Chịu. Thế là tức quá. Sao giờ này còn chưa tới chứ? Ai đó? Là phe ta, ông Bao. Chuyện gì đây? Sao trễ vậy? Vừa mới lo liệu xong, sư huynh. Đừng có nói nữa, dẫn tôi đi kiếm đi. Mau lên. Đi. Đi mau đi. Nhanh lên. Ở trong này nè, hả? Có thiệt hay không đó? Phi mã đại yến mà cất đây hả? Yên chí đi, nhìn thấy lỗ là chung vô, vậy là phải kiếm ra được. Tôi qua bên kia canh giữ cho các người. Đưa chìa khóa đi. Ừ. Nhẹ tay chút đi. Dạ ông chủ. Bộ cô muốn làm cho tôi đau chết hay sao? Dạ ông chủ. Mẹ nó, cái thằng hòa thượng mắc dịch. Mày về tao cho điện giật chết luôn. Thì là tức chết mà. Mày muốn chết hả? Sao, có bảnh hay không? Bảnh thiệt, tạo hình thường là đặc biệt. Tao nghĩ chắc là bây giờ mày cũng muốn đổi hình tượng rồi. Cho điện giật nó đi. Đừng nha. Tao hẹn mày trong vòng 3 ngày phải kiếm cho ra số mật mã. Dạ. Các người nghe đây. Bây giờ chúng ta tập bí truyền Thiếu Lâm Thập Bát Đồng Tử Công. Bây giờ vào đỉnh Tịnh Thần. Bên trái quay. Một người thêm, một người nhảy.
Thằng khí đột, nhà ngươi đó, ngươi đã làm gì? Tại sao không thông điện? Tôi đã đọc cuốn sách, trong đó các vị đều không mặc đồ. Thằng mập, nhà ngươi đã ăn cái gì? Tại sao cái miệng không lên màu? Sư phụ, con cái ăn đùi gà. Hai cái thằng khí này, lục căn chưa tịnh, phá hoại thập bát đồng tử công của ta, ta phải phạt hai người mới được. Vừa mệt vừa đói, cũng tại vì tôi lén ăn đùi gà. Mày cũng vậy, mày lục căn chưa tịnh, lén đọc sách về, thiệt về quá. Mày đó, mày, chị Tư gà, cái này tụi em làm đấy. Tặng cho chị nè. Thiệt là đẹp quá, cảm ơn hai em, chú sẽ phù hộ cho hai em. Thôi khuya rồi, hai em hãy về ngủ đi nha. Hả? Dạ. Yeah. Yeah. Ừ, đi đi. Chị Tư, ngủ ngon. Ngủ sớm nha. À. Chỉ kiếm được cái thứ này thôi. Chuyện gì đây hả? Muốn lấy mật mã thôi mà, có cần lấy khăn của đàn bà không? Ông chủ, trên này không có gì hết. Ông chủ à, khăn tơ này không chừng có bí ẩn đó. Tân, lấy thau nước qua đây. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng cọc kia, mày muốn tôi xuất gia làm hòa thượng hả? Dùng nước không được, tự dùng lửa thiêu coi. Tao sẽ thiêu cho mày coi. Đem lửa qua. Thằng kia, mày chơi kiểu gì đây? Ông Bao à, tôi đã tận sức rồi mà. Dù sao đi nữa cũng đã chịu khó. Còn nữa, giờ này tôi thiệt tốn tiền lắm. Có thể cho tôi mượn đỡ ít xài không vậy? Một thau nước không đủ. Dạ đủ đủ đủ. Bưng qua đây. Cảm ơn. Mày ăn cất đi. Sao sớm vậy? Sớm cái đầu của anh, tối hôm qua anh đã đi đâu? Tôi. Trả lại khăn tơ cho tôi. Khăn tơ gì? Áo lót có một cái có lấy không? Thiệt là tức chết đi. Khăn tơ đó là bảo vật gia truyền của tôi, anh lấy đi lại có gì chứ? Cô tu nữ này thiệt là ngang ngược, sao đổ lỗi cho tôi? Sao tôi đổ oan cho anh? Cô hai, tôi thiệt không có lấy. Cô làm ơn tránh ra đi, nếu không tôi chảy củi sẽ đập trúng cô đó. Được, bây giờ anh không nhận lỗi tôi phải cá cho anh. Nếu tôi bị thua tôi sẽ nói xin lỗi, còn nếu như anh bị thua thì tới đâu anh cũng phải kiếm về cho tôi. Anh muốn cá không? Cá cái gì? Đánh mặt trượt. Ok. Mã chuyến đầu.